Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Chiến Tâm Mobile. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc máy rửa mặt bằng ion đến từ thương hiệu Well Skin. Và như các bạn đã thấy đây thì ở trên bàn là hộp của sản phẩm này. Thì để biết nó có những công dụng và thiết kế ra sao thì mời các bạn cùng với mình chúng ta sẽ trải nghiệm và tìm hiểu sản phẩm sau phần intro nhé. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra. Và cái ấn tượng đầu tiên của mình đối với cái sản phẩm này đó chính là cái cách đóng gói. Thì cái hộp của nó màu sắc rất là hài hòa, trẻ trung, mặc dù có thiết kế rất là đơn giản. Đấy, thì các bạn có thể mua để làm quà tặng. Đây là cái túi để mà đựng sản phẩm này. Thì hồi nãy mình đã lấy ra để mà trải nghiệm ấy, cho nên là mình đã tháo nó ra rồi. Đây là sản phẩm nguyên thủy của mình. Còn đây là cái miếng bông tẩy trang mà các bạn dục đi kèm, thì lát mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần phụ kiện nó cho xem nó có những gì. Rồi, và sau khi mà mở hộp ấy, thì đây là toàn bộ sản phẩm của mình có được. Là một cái chiếc máy massage mặt của mình đây. Và kèm theo đó là một cái cáp sạc Maro USB. Đây là cái cáp sạc cho đi kèm. Thì với cáp sạc này á, thì các bạn có thể sử dụng nó qua những cái giao diện như là laptop, sạc mặt tấm top này, hay là các bạn sạc bằng sạc dự phòng vẫn được. Và tiếp theo đó chính là cuốn catalog hướng dẫn sử dụng sản phẩm với từng chế độ khác nhau. Và ở đây thì mình thấy là nó có tiếng Trung và tiếng Anh luôn. Còn đây là catalog để mà ghi những cái thông số khác. Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào tìm hiểu về cái công dụng của cái chiếc máy này ha. Thì như các bạn đã biết thì với cái da mặt của những học sinh, những nữ sinh ấy, thì chúng ta có gặp rất là nhiều vấn đề về mụn do chúng ta không có biết vệ sinh đúng cách hay là tẩy trang không đúng cách này. Và bản thân mình thì mình cũng đang gặp một số vấn đề về mụn đến từ da mặt do mình không có thời gian để mà chăm sóc cũng như là mình không có tẩy trang nhiều ấy. Thì ngày hôm nay mình đã trải nghiệm và thấy được là cái công dụng mà của cái chiếc máy này nó mang lại là vô cùng tuyệt vời. Thì ngoài cái thiết kế là đơn giản cùng với hình bộ dục, và nó chỉ dài khoảng một gang tay của mình thôi, trọng lượng cũng chỉ có 90g nên là rất là nhẹ để mà các bạn bỏ vào trong túi này, trong giỏ sách của mình để mà chúng ta sử dụng ở trên máy bay hoặc là sử dụng ở trên ngồi trên xe, chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái chiếc máy này luôn. Cùng với những cái thiết kế đơn giản đấy thì cái cách sử dụng cũng rất là dễ dàng, và các bạn không cần kết nối với app và không cần qua bất cứ giao diện nào hết, thì chúng ta sử dụng dựa trên hai cái nút bấm vật lý ở trên sản phẩm đây. Thì ở đây các bạn có thể thấy là nó có hai ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh luôn. Thì ở trên đây nó chỉ có hai nút để mà chúng ta chọn các chế độ phù hợp với cái làn da của mình hoặc là cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn nút bên đây là dấu cộng, dấu trừ, thì chúng ta chỉ có hai chế độ, một chế độ cao và một chế độ thấp thôi. Và ngoài cái việc mà massage mặt qua cái tần số rung và sử dụng những cái công nghệ là EMS để mà làm sạch, trẻ hóa làn da, thúc đẩy máu lưu thông ấy, thì máy còn có thể massage nhiệt lên đến 45 độ để mà cho những cái mạch máu của mình nó được lưu thông tốt hơn này. Và ở đây là cái bảng giao diện này, thì khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ có nháy đèn, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người ha. Còn ở đây là tên của thương hiệu Well Skin. Rồi, còn lại thì với cái mặt vỏ được đánh bóng và được làm từ nhựa PC cũng như là những cái đường nét này, nó cách điệu cho cái sản phẩm thêm đẹp mắt hơn. Thì nó mình thấy là khi mà cầm sản phẩm ấy thì nó vừa vặn ở trong tay của mình, cũng rất là nhỏ gọn để chúng ta di chuyển máy trên da mặt này, cũng như là cái màu sắc của nó không quá trẻ cũng không quá già, phù hợp với mọi loại đối tượng luôn. Rồi, và ở dưới phần đáy của máy á, thì ở đây sẽ là nơi mà để các bạn kết nối với cái giao diện sạc để giúp chúng ta có thể sạc nhanh chóng này. Và với cái dung lượng pin là 600 mAh thì các bạn chỉ tốn tầm 30 đến 45 phút để sạc thôi, nhưng mà cái thời gian sử dụng của mình rất là lâu. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái chiếc máy này ha. Và đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về cái chế độ này. Thì ở đây với ba chế độ, và hai chế độ đầu tiên sẽ là hai chế độ rung, một chế độ rung nhẹ và một chế độ rung vừa, để mà nó có thể loại sạch bụi bẩn này và nó massage cho mình. Và khuyến khích với hai cái chế độ này thì các bạn nên sử dụng chung với serum hay là sữa rửa mặt và sữa dưỡng da của mình ấy. Rồi, và cái chế độ cuối cùng thì nó sẽ có chế độ nhiệt.
đây là cái chế độ nhiệt để mà nó có thể giúp lưu thông mạch máu cho mình này, và nó sẽ massage mặt cũng như là để những cái dưỡng chất mà các bạn đã đắp lên trước đấy nó sẽ thẩm thấu sâu vào trong mặt. Và với ba cái bước cũng như là ba cái chế độ này, nó tượng trưng cho ba cái bước, đó chính là loại bỏ bụi bẩn này, và sử dụng sữa rửa mặt để mà chúng ta thoa lên, và cuối cùng là để cho cái sữa rửa mặt nó thẩm thấu vào bên trong cái da của mình. Và tiếp theo đó chính là cái mức độ, đó chính là cái phần cái nút có dấu cộng dấu trừ này. Thì với cái chiếc máy này nó chỉ có hai mức độ, một là mức độ 2 là cao, và thứ hai chính là mức độ low là thấp. Thì các bạn chỉ có thể nhấn nút vật lý, phím vật lý ở trên đây để mà chúng ta thay đổi giữa hai cái tốc độ này thôi. Và với cái chế độ vẫn thế. Còn với cái cách mà để chúng ta khởi động máy ấy, thì và các bạn chỉ cần nhấn và giữ cái nút nguồn này thì nó sẽ hoạt động. Đấy, và ở cái chế độ ban đầu thì nó sẽ có cái chế độ hiển thị cái chế độ đầu tiên. Đó chính là cái bước mà rửa mặt làm sạch bụi bẩn trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện những cái bước sau. Và mình sẽ tiến hành ha, thì mặt của mình nó có rất là nhiều vấn đề về mụn, về bã nhờn này. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tẩy trang. Và sử dụng cái chiếc máy này để mà mọi người có thể xem được cái hiệu quả thực tế. Và mình sẽ thực hiện cái chiếc máy, sử dụng cái chiếc máy này bên một nửa gương mặt của mình thôi để mà mọi người có thể cảm nhận được cái sự khác biệt. Và hiện tại thì mặt của mình đang được trang điểm và đi ở ngoài đường rất là nhiều từ sáng đến giờ, và bụi cũng bám đầy. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng qua cái bước rửa mặt bình thường nhé. Rồi và bây giờ thì mình đã tẩy trang sơ cũng như là đã rửa mặt ở bên đây bằng nước rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái chiếc máy này để mà mình rửa mặt cùng với sữa rửa mặt ha. Thì cái chiếc máy này nó với cái thiết kế gọn nhẹ thì mình sử dụng những cái loại sữa rửa mặt mà có thể sử dụng khô được luôn. Tức là khi mà các bạn rửa mặt xong thì chúng ta có thể dùng khăn khô để mà lau lại, không cần rửa lại với nước ấy. Thì như vậy khi mà các bạn đi trên máy bay hay là ngồi trên xe ô tô đi đường xa nó sẽ dễ dàng hơn và không tốn quá nhiều bước của mình. Rồi, và đầu tiên thì muốn sử dụng được cái chiếc máy này với hai cái chế độ đầu tiên thì các bạn nên sử dụng nó không như thế này này. Rồi, và đầu tiên thì các bạn khởi động máy lên thì nó sẽ nháy đèn xanh ở cái chế độ là Leasing, chính là cái chế độ mà rửa mặt cơ bản đầu tiên, và cái chế độ là thấp này các bạn có thể đổi qua cái mức độ là cao tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha. Thì các bạn chỉ cần di máy, và cái máy ấy, thì như các bạn đã thấy thì nó đang rung ấy, thì với cái tần số rung như vậy thì nó sẽ làm sạch những cái cặn bã, bụi bã. Và ở trên cái phần này á, cái phần mà nó tiếp xúc với gương mặt của mình ấy, khi mà các bạn di máy ở trên gương mặt ấy thì nó mới bắt đầu rung, còn bình thường thì nó sẽ không có rung. Đấy, và cứ thế này các bạn sử dụng đến khi nào mà các bạn cảm thấy là vừa và nó đã làm sạch bớt rồi thì thôi. Rồi, và mình đã sử dụng xong cái chế độ đầu tiên, đó chính là làm sạch cơ bản cái da mặt của mình. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến cái chế độ thứ hai, đó chính là Micropath. Thì với cái chế độ này thì nhà sản xuất đó, khuyên các bạn là phải nên sử dụng cùng với sữa rửa mặt hoặc là những cái loại mỹ phẩm mà chúng ta đang sử dụng để mà dưỡng da, làm sạch sâu ấy. Thì đây là cái bước làm sạch sâu quan trọng nhất. Và cái bước này á, thì các bạn cần sử dụng lắp cái bông tẩy trang này vào, hoặc là các bạn có thể sử dụng máy không để mà chúng ta sử dụng luôn. Và cái bông tẩy trang cũng như là sữa rửa mặt á, thì nó không cho đi kèm. Khi mà các bạn mua thì nó chỉ có một cái thân máy như thế này thôi. Khi mà mình lắp vào xong cái phần bông tẩy trang này rồi ấy, thì mình sẽ cho sữa rửa mặt trực tiếp lên cái bông này. Và cái bông này đã được làm ướt rồi nha mọi người. Rồi và bây giờ thì mình sẽ ấn một lần nút nguồn để mà nó chuyển qua cái chế độ thứ hai. Và mình sẽ cho nó về cái mức độ thấp. Rồi mình sẽ cho cái phần sữa rửa mặt lên trên cái trực tiếp cái phần này luôn. Rồi và sau khi cho sữa rửa mặt lên đây rồi thì mình bắt đầu áp lên mặt để mà mình sử dụng ha. Và mình đã chuyển qua cái chế độ thứ hai và cái mức độ thấp rồi. Từ từ thì mình sẽ đổi sang cái chế độ cao hơn. Đấy. Và các bạn chỉ cần để máy như vậy và chúng ta sử dụng thôi. Và cảm giác của mình khi mà sử dụng cái chiếc máy này thì nó rất là mát. Nếu mà các bạn sử dụng sữa rửa mặt để mà chúng ta di đều ở trên cái phần da của mình. Và ở cái chế độ thứ hai này á, mặc dù là mình đã chỉnh xuống cái mức thấp nhưng mà cái chế độ rung của nó rất là đều liên tục hơn.
thay vì cái chế độ đầu tiên thì mình thấy là nó ngắt quãng, còn đối với cái chế độ thứ hai này thì mình thấy là nó rung liên tục và kéo dài hơn. Và bây giờ thì mình sẽ thử qua cái chế độ mạnh hơn nhé. Đây. Và đây là cái thành quả của mình. Sau khi mà mình sử dụng cái chế độ thứ hai xong thì các bạn có thấy không? Sau khi mà các bạn đi về thì các bạn rửa mặt bằng nước không thôi thì nó không có sạch khuẩn sâu đâu. Và chúng ta cũng phải sử dụng sang cái bước mà sữa rửa mặt. Và đây là cái mặt của mình sau khi mà mình sử dụng cái phần sữa rửa mặt này. Và cái phần sữa rửa mặt này thì mình không cần phải rửa ra với nước, mà chúng ta chỉ cần sử dụng khăn khô để lau thôi. Còn đối với những cái sữa rửa mặt thông thường thì các bạn nên rửa lại với nước ha. Đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ tháo cái miếng bông này ra để mà cho mọi người thấy cái sự khác biệt. Rồi ở đây thì mình có một cái miếng bông sạch. Và đây là cái miếng bông mà sau khi mà mình đã dùng sữa rửa mặt ở trên da mặt của mình cùng với cái chiếc máy massage mặt bằng ion này. Trong cái thời gian các bạn sử dụng cái sữa rửa mặt cùng với cái chiếc máy này á, thì nó còn có kết hợp thêm những cái công nghệ mà nhà sản xuất đã áp dụng vào chiếc máy để mà nó làm sạch sâu hơn, giúp đường máu lưu thông cũng như là loại bỏ bụi bẩn một cách tuyệt đối ở trên da mặt của mình. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu qua bước tiếp theo là bước cuối cùng ha. Thì bước cuối cùng này như mình đã nói từ ban đầu thì mình khuyến khích mọi người nên sử dụng serum hay là những cái sữa dưỡng thể ở trên da mặt của mình. Nó cũng là cái bước cuối cùng để mà chúng ta dưỡng da ấy. Thì với cái bước này thì nó sẽ khác với những lần trước, là thay vì những lần trước là những cái bước sống nó rung và nó làm sạch bụi bẩn ở trên da của mình. Và với lần này thì cái nơi mà tiếp xúc ấy thì nó sẽ phát ra một cái nhiệt độ tầm 45 độ để mà chúng ta massage nhẹ nhàng ở trên da mặt của mình này, để mà cho nó dễ dàng thẩm thấu hơn vào trong da của mình. Và cái thao tác thủ công mà các bạn hay sử dụng đó chính là dùng tay vỗ nhẹ vào da mặt của mình ấy. Thì với cái chiếc máy thì chúng ta không cần thao tác đấy nữa mà chỉ cần di máy ở trên da mặt của mình thôi. Và ở đây thì mình không có sử dụng thể nên là mình sẽ sử dụng bình thường cho mọi người xem nha. Đấy, thì mình tháo cái ron ra để mà dễ di máy hơn. Rồi và sau một thời gian, nếu như mà các bạn sử dụng mà quên tắt máy thì máy sau một thời gian là 2 phút thì máy cũng sẽ tự tắt luôn, và nó kêu bíp bíp hai cái rồi nó tắt, giống như là cái tiếng động giống như cái tiếng mà hồi nãy giờ các bạn vừa nghe ấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ khởi động máy lại và mình sẽ chỉnh cái chế độ thứ ba. Rồi. Và mình chỉnh mức là 2 luôn, là cao. Rồi. Đấy. Và với cái chế độ này thì mình thấy là nó vẫn rung này, và cái mức rung của nó cũng khá là cao. Và mình thấy là cái bề mặt của máy nó cũng đã ấm dần lên, cũng như là để cho chúng ta massage mặt một cách thư giãn, và cũng để cho những cái dưỡng chất của sữa dưỡng thể nó thấm vào da của mình nếu như mà các bạn có sử dụng ở đây. Đây. Để mà mình cảm nhận được cái sức nóng nó đã nóng dần và nó đi trên mặt của mình này. Đấy, và nó vừa rung và nó vừa massage để cho những cái dưỡng chất nó thẩm thấu vào trong. Và với cái sức nóng ấy thì nó sẽ làm cho cái mạch máu của mình dễ lưu thông hơn, cũng như là da mặt của chúng ta được căng hơn. Các bạn nhớ massage theo đúng chiều để mà cho da mặt của chúng ta nó có độ căng bóng nha. Đấy, và video này thì mình chỉ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái chiếc máy này thôi. Và những cái tip cũng như là những cái cách dưỡng da thì các bạn hãy nên tham khảo những cái vlog khác nhé. Và mình đã sử dụng xong cái bộ sản phẩm này và mình cũng đã hoàn tất rồi, thì mình sẽ nhấn giữ để mà tắt máy. Đây. Và sau khi mà mình vệ sinh cái phần thân máy ở trên này xong rồi thì mình sẽ kiểm chứng cho các bạn xem là cái mức độ làm sạch của cái chiếc máy này nó như thế nào ha. Và đây là cái gương mặt của mình sau khi mà sử dụng máy xong rồi này. Còn đây là cái gương mặt là từ ban đầu đến giờ mình chưa sử dụng gì luôn. Thì ở đây mình có giấy thấm dầu. Đấy, thì mình sẽ thấm hai bên mặt cho mọi người xem. Đấy, thì cái phần này các bạn có thể nhìn thấy được là nó thấm dầu vào này, rất là nhiều bãi nhờn. Đấy, còn với cái phần giấy này thì nó không có dầu, nó rớt xuống luôn. Rồi, và đây là hai cái phần giấy thấm dầu mà mình đã sử dụng trên gương mặt này. Thì các bạn thấy là bên đây là có dầu rất là nhiều. Còn sau khi mà mình sử dụng máy rồi đó, thì nó đã làm sạch sâu, nên là nó đã không còn dầu cũng như là không còn những cái chất bụi bẩn khác. Và đây cũng là một cái kiểm chứng để mà các bạn có thể tin cậy vào cái độ hiệu quả của cái chiếc máy mang lại.
Và vừa rồi là trải nghiệm thực tế của mình cũng như là mình đã nêu cái cảm nhận khi mà mình sử dụng cái chiếc máy massage mặt bằng ion đến từ Well Skin này rồi. Và như các bạn đã thấy thì hai bên mặt của mình sau khi mà được làm sạch rồi và lúc mà được chưa làm sạch đấy thì nó rất là khác biệt, khác một trời một vực luôn. Đấy, đây là cái công dụng và cũng như là những cái lợi ích mà cái chiếc máy này nó mang lại với cái giá thành vô cùng hợp lý. Và hiện tại thì sản phẩm đang có mặt tại Chiếm Tài Mobile ở các chi nhánh luôn. Nên là các bạn còn chần chờ gì nữa hãy đến ngay và chúng ta mua sản phẩm về này, hoặc là các bạn có thể đặt hàng trực tiếp qua hotline. Còn những cái thông tin chi tiết khác của sản phẩm thì mình sẽ để vào phần link bên dưới phần mô tả video. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Thì trước khi đi thì mọi người nhớ nhấn like và subscribe cũng như là bình luận ở phía dưới để mình có thể đọc được nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.